Hiện tại mấy anh em mình có mặt tại giáo xứ Thạnh An, Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang nha mọi người. Mấy anh em mình chuẩn bị cưa cây sao siêu cao rồi nè. Cây sao này dàn nhánh nó nằm lên cái chỗ thánh Capetro gì nè. Nhánh nó nằm chùm lên cái chỗ cái tháp nhà nha mọi người. Bây giờ chuyên xuất phát nha. Ở đây thì mấy anh em đang đẩy mấy cái cây anh viên mình mới đúng rồi nãy nha mọi người. Anh viên tiếp cận được nhánh này nha. Anh viên mình thấy dây lên để treo cái cùm lá mé rồi nha mọi người. Giờ dưới đó đang nằm sát với cái nóc của cái tháp chát tháp nè. Anh viên mình tự cắt rồi dựng dây luôn nha mọi người. Rồi à, ở dưới nó có ống nước nữa. Anh mình bắt đầu đu dây lên nữa nha mọi người. Anh mình tiếp cận được nhánh nè, chụp nhánh nè. Bây giờ anh máng dây an toàn nha. Anh mình tiếp tục cắt mấy nhánh mà bé rồi nha mọi người, nó ra mấy cái nhánh nhỏ lại nha. Anh mình dùng tay nắm dục ra ngoài hết nha. Rồi nó rớt lên cái nóc tháp nha.
giờ mình anh mình cắt cái cùi bự đó đựng cho khi mình nữa mình gieo nhánh nó đừng có vướng nha mọi người. Anh Viên tiếp tục leo lên nhánh gần cho tới đọt nha. Lên để xử phần đọt mọi người. Anh mình treo nhánh nha mọi người. Nó máng vô mấy cái mắt này thấy anh mình cưa mà nó ở dướng gần chút xíu rồi. Mấy anh em mình tác động dây cho nó xúc ra nha. Chưa, để xử lý cùng dây qua lại bên đây lại được. Ở đây còn anh phải chịu về đẳng hai ba người nữa nha. Kịch mạnh bên kia kìa, kịch mạnh ra đi, mạnh luôn, mạnh ra chúng nó mới khỏi động không rồi. Anh mình treo nhánh này rất là lớn nha.
cái đống nồi này kéo không ra đó. Hả hả nghĩa. Bây giờ mấy anh em mình ở bên kia có hai người đang kéo ra nha. Thấy chưa? Có an toàn cái đồng không? Rồi bên anh Tý kéo cái đầu qua đi cho ngã ra. Bây giờ anh Duyên sẽ treo cái đọt, cắt cái đọt treo trước nha. Mình sử dụng hai con dây để con dây lái đó nha mọi người. Giờ anh mình cắt nha. Vẫn vẫn thế nó chèo trước nha. Bây giờ anh Duyên sẽ treo cái phần đọt còn lại ở trên nha, đỉnh nha, đọt đỉnh nha. Đi một lần nữa, một cái nữa nha. Mình vừa mới nhánh lại cho nó giữ tàn, cho cân bằng cây nha mọi người. Bây giờ anh Duyên anh sẽ show, anh sẽ tác động cái show cho nó ngã nó. xuống nha mọi người. Bên có hai anh kéo tiếp cùng dây lái nha. Anh mình sẽ chèo cái nhánh nghiêng này nha. Tiếp tục treo nhánh nữa nha.
còn treo một nhánh nữa là xong hoàn nhánh nha mọi người. Anh Duyên sẽ cắt một đoạn 2 thước nghe mọi người. Anh mở miệng xong nha mọi người. Rồi bắt đầu cắt nha. Anh Duyên đang di chuyển xuống để cắt thêm vài đoạn nữa nha. Anh mình mở miệng nha. Dằn miệng nha mọi người. Rồi. Quên vụ đó nữa. Khởi động máy.
anh mình lấy miệng ra nha. Thành viên mình di chuyển xuống hồi cưa gốc sau nha mọi người. Thấy không? Thấy không? Thấy chưa? Thành viên tiếp đất an toàn nha. Giờ mấy nay mình dọn mấy cái này hồi cưa gốc sau nha. Xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Mọi người cho mình xin một like, một đăng ký nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha.